Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì những cái video trước á, em có giới thiệu cho các bác những cái mẫu dây loa. Thì những cái mẫu dây loa đó là lõi đồng mạ vạc để đáp ứng thêm cái nhu cầu của một số anh em. Thì ở đây em có một số mẫu dây loa lõi đồng để cho anh em chơi. Những cái lõi đồng như thế này thì âm thanh của nó truyền tải cái bass của nó rất là sâu. Anh em nào thích nghe nhạc mà có tiếng bass nhiều thì lựa chọn những cái mẫu dây loa có cái lõi đồng như thế này thì nó sẽ rất là chịu lực cho cái phần bass. Thì ở đây là một số mẫu dây loa Đức. Thì ở đây có hai loại. Một loại á, thì các bác có thể thấy được vì hai cái loại này nó sẽ khác nhau về cái kích thước. Đây, về cái tiết diện của dây. Em sẽ lên hai loại để cho anh em có thể phù hợp với một số dàn của anh em sử dụng để cải thiện cái chất âm, cũng như là anh em muốn chất âm mới cho cái bộ dàn của mình thì cũng có thể sử dụng những cái mẫu dây loa lõi đồng như thế này. Thì ngoài cái tiếng bass sâu thì chung của chép của những cái dòng này nó cũng đều lên, nhưng nó sẽ rất là tốt về cái phần ở giải bass, giải trầm. Thì ở đây đối với cái mẫu dây này, đây thì bên đây thì nó sẽ khác về cái màu thôi, màu bên ngoài như thế này, nhưng mà về cái tiết diện cũng như là về cái lõi bên trong thì nó sẽ giống nhau. Em sẽ cho các bác xem. Thì đây là một cái dòng mà dây loa lõi, dây loa Đức. Đây dây loa Đức thì ở bên ngoài các bác có thể thấy được những cái con số này 2 x 1, đây là tức là dây này hai lõi và cái ly của mỗi lõi sẽ là một ly. Đấy, thì dây này sẽ rất là thích hợp cho các bác đang sử dụng những cái bát nhỏ, muốn cải thiện cái giải bát thì sử dụng những cái mẫu dây như thế này sẽ rất là thích hợp. Đây, thì dây bên trong sẽ có hai lõi. Thì về cái vỏ bên ngoài á thì nó sẽ rất là dày, đảm bảo được về cái phần bảo vệ dây, tránh trường hợp như là bị dập dây cũng như là bị đứt dây. Đấy, thì bên trong sẽ có hai lõi, thì mỗi lõi của nó sẽ là một ly. Đây, cái lõi của nó sẽ là lõi như thế này, em cho các bác xem. Đấy, lõi đồng thì đồng thì các bác cũng là biết nó là một cái chất liệu dẫn tín hiệu cũng rất là tốt, nên là về áp dụng vô cái âm thanh thì cái đường truyền của nó sẽ ổn định cũng như là nó sẽ rất là cải thiện hơn. Đấy, những cái ưu điểm của cái lõi đồng á thì nó sẽ rất là lâu để bị oxy hóa. Đấy, thì tiếp theo thì những cái lõi của dây này nó rất là nhỏ, li ti như thế này, nên là về cái độ chi tiết của những cái dòng dây này nó cũng rất là đáng. Đấy, rất là nhỏ. Thì đối với em thì em trải nghiệm những cái chất lượng âm thanh thì đối những cái dòng dây mà nó có nhiều sợi nhỏ như thế này thì cái độ chi tiết cũng như là độ ổn định của nó cũng rất là đáng kể, để cho các bác có thể xem tham khảo. Thì dây này tiết diện của mỗi lõi sẽ là một ly, thì nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và cái màu xám như thế này. Đây là dòng dây loa Đức lõi đồng. Lõi đồng của nó là đồng OFC. Thì các bác mà sử dụng những cái đồng OFC thì các bác cũng đã biết thì cái chất lượng cũng như là về cái độ bền và tuổi thọ của nó. Thì đối với cái dây mà hai lõi một ly này thì cái giá 1 mét để cho các bác có thể tham khảo đó là 65.000 cho 1 mét. Thì nếu mà anh em cần làm trình bộ thì bên em sẽ làm để cho anh em về, chỉ có việc là cắm vào loa của mình thôi. Thì bên em sẽ bọc co sẵn để phân biệt âm dương, để cho anh em về cắm vào loa thôi là sử dụng dây hai lõi một ly là 65.000 một mét. Thì ngoài ra cũng có một số anh em lại sử dụng những cái loa lớn. Thì đối với cái chiếc những cái loa lớn thì anh em cần những cái lõi nó sẽ tiết diện to hơn. Thì ở đây em có cái mẫu dây này thì cũng là dòng dây Lidea của Đức thôi, nhưng mà nó sẽ cái tiết diện của nó sẽ to hơn, hai lõi mỗi lõi sẽ là 1,5 ly. Đấy, đây dây bên này thì nó sẽ to hơn. Đây, em sẽ so sánh hai cái kích thước tiết diện của bên ngoài. Đây, đây các bé có thể thấy rất là rõ cái dây đen này nó to hơn rất là nhiều. Thì đối với cái dây to này, hai lõi mỗi lõi 1,5 ly thì giá 1 mét sẽ là 85.000 cho 1 mét. Thì cái chất lượng của nó cũng như về cái dây này thì nó sẽ cho các bé sử dụng cái lo lớn hơn chút xíu, thì các bé sử dụng cái dây này sẽ thích hợp hơn.
Đấy. Đây, cái vỏ bên ngoài thì cái lớp trắng này là một cái lớp giúp nó sẽ tản nhiệt cái phần của dây khi các bác sử dụng á, thì nó sẽ không có bị nóng dây. Đấy, rất là chất lượng về cái phần này. Thì đây là cái vỏ bên ngoài. Thì vỏ bên ngoài rất là dày dặn. Đây, rất là cứng cáp, có thể bảo vệ được cái phần dây bên trong. Đây, hai lõi, mỗi lõi thì nó sẽ 1,5 ly. Đấy, cái chất lượng lõi, tuy là dòng dây bãi thôi nhưng mà về cái chất lượng ở bên trong của nó sẽ không có bị thay đổi cũng như là không có bị ảnh hưởng gì. Đấy, dây rất, lõi rất là đẹp, còn rất là mới để cho anh em có thể chơi âm thanh gia đình. Thì em xin nhắc lại những cái mẫu dây này, lõi đồng này sẽ giúp cải thiện được cái giải bass của dàn của mình đang bị thiếu bass, hoặc là các bác muốn nghe bass nhiều thì các bác có thể sử dụng những cái dòng dây có cái lõi đồng này. Đây là dây loa một dây hai lõi 1 ly sẽ là 65.000 cho 1 mét, và dây hai lõi mỗi lõi 1,5 ly sẽ là 85.000 cho 1 mét. Thì số điện thoại của em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn em và các bác đã xem cái video này của em.